Neon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Anh ơi anh xem. Thôi dạ, được không vậy? Được. Quá khó rồi. Một cháu nào? Ok. Ghê, okay. Được. Quá ghê rồi, cái ngồi dài quá. Cháu sang xa lên. Cháu sang xa tí. Trò chơi này cần sự linh hoạt và khéo léo, đơn giản vậy thôi. Cái thứ đó thì tôi không có. Vậy thì chắc chắn thua. Chúng ta thấy không, có 3 vòng bóng bóng. Mỗi vòng sẽ có 20 quả bóng ở mỗi cấp độ cao khác nhau. Mỗi người chơi sẽ có một lượt chơi duy nhất và sẽ nhảy qua từng vòng. Mỗi đội sẽ có 3 lượt. Tổng lại, đội nào ít bị bể bóng bóng hơn, đội đó thắng. Cái vòng rớt xuống là các bạn sẽ bị bể rất nhiều, bởi vì chúng ta mặc bộ áo âm dương. Nó sẽ có những cái gai nhỏ nó cạ vào bong bóng. Có bộ áo âm dương nữa hả? Đúng rồi, cái âm dương là cái miếng gai và cái miếng long long dán vô. Gọi là âm dương. Dạ. Âm đó. Dương. Hai miếng dán á. Nói miếng dán, miếng dán đi, cái tự nhiên bộ giáp âm dương. Cái tên khoa học của nó là âm dương. Âm dương cách gì? Rồi âm dương tiếng đi. Anh là cái gì? Cái gì? Yin yang hả? Âm dương tiếng Anh là cái gì? Sao tự nhiên đang đi ấy cái thi học kỳ nghe vậy trời? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Xin hỏi các anh chị đợi tôi chơi trước. Xỉm xăm em ơi, quánh tôi xì đi. Xỉm xăm hả? Ủa sao Ngân em đứng bên kia hoài? Anh đứng bên kia. Anh xấu vô em. Bây giờ chúng ta chứng kiến họ này em hả? Chưa chơi mà đã ồn ào rồi. Em muốn xỉm xăm với tôi cái gì? Bây giờ ai quánh tôi xì? Dạ thưa, là Ngọc Phước với anh Tiến Lược. Vô. Mời anh Lược lên đây. Coi nè, cái hộp trò của mình nè. Đúng rồi. Ra cái gì? Ra cái búa. Rồi, ra cái búa. Đúng vậy. Vô. Đúng vậy. 1, 2 3 1, 2, 3 Em đó. Anh luôn cho. Rồi, sáng sớm rồi, để tôi luôn cho. Anh luôn đi. Anh chứ luôn hả? Và chúng ta hãy đến với tiết mục xiếc gấu. Ngày hôm nay anh vừa bóng vừa quay. Quá luôn. Một con gấu vô dụng. Từ từ. Đúng rồi. Điểm đó, tiếp tục. Em cảm giác anh được. Mới cấp độ 1 mà đã không được. Cấm cái gì rồi? Anh tự dọn đây. Qua luôn. Khoan. Anh tự dọn. Đây là vô gì? Vô dụng. Trời ơi. Anh tự dọn đi anh ơi. Ngân ơi. Té cái vòng luôn rồi. Tự nhiên Ngân ơi. Anh lấy cái gì đó mà. Là cái lỗi Ngân vậy? Chui ra dùng tay được. Ủa? Sao nãy anh tự dọn cái tay lên. Cái vòng thôi Ngân anh lên. Mấy cái tay dọn lên. Tự nhiên người ta chui ngược ra là được rồi. Thất ra rồi, gãy luôn. Okay. Cái vòng luôn cũng được nhiều á. Lấy ra anh, lấy ra rồi. Ý em mình nổ nhiều á. Đà ơi, đà ơi. Đội thất vọng kìa. Anh ơi rồi. Anh Luật, em có cái nhìn khác nhiều về anh lắm. Nói chứ cái vòng này anh phải ra. Anh làm mà. Anh làm một cái gì đó nó khác biệt đi anh Luật. Em nghĩ anh xoạc ngang xong rồi bay qua cái vòng đi. Anh phải nhảy qua luôn nha. Lộn mèo quá anh, lộn mèo chút mày cái đường sau kia cái đầu qua. Qua trước đi. Nhưng mà cái đó là anh chưa qua được luôn á. Sao chưa qua? Cột lại đi, qua chưa qua đâu. Qua đâu. Anh đạp cái vòng rớt xuống qua thôi. Được cái vòng. Là có lấy tay bỏ qua được không? Không có được lấy tay luôn anh. Được. Còn lấy tay được mà. Được. Nhìn khó quá. Ok rồi, sao cái vòng này ok nè. Ủa, nếu làm vậy thôi mình đạp vòng rớt rồi xong mày. Kệ, kệ, bắt đầu thể hiện. Đó, biểu diễn rồi, bắt đầu thể hiện. Rồi, chúng ta bắt đầu đếm. Còn nguyên. Ghê vậy. Bởi hai cái nữa nó còn nguyên. Nhưng mà cái còn nguyên nó đâu có tính đâu phải không anh? Một. Hai. Bẻ hai quả. Nãy trong đây nó có bể trước á. Người ta đâu có tính cái chuyện đó. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có nghĩa là 11 quả. Thứ 2 là 13. Em chê tôi, em phải nhiều hơn tôi mới nể em đó. 13. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 13. Cái này 7. 13 với 7 là 20 quả bóng bị bể. Ổn định đó chưa? Bây giờ tới lượt ai?
Rồi, chị Ngọc lên chưa? Rồi, Lan Ngọc. Đây là một người đàn hay, nhảy giỏi, rất là uyển chuyển. Phóng đi em. Nhìn này. Đây, đây là vực thẩm nè Ngọc. Nhìn mà coi. Chị Ngọc, Ngọc đừng thể hiện sơn. Chúng ta là những người làm nghệ thuật, chúng ta hãy tưởng tượng đây chính là chiếc vòng dư luận. Vượt qua, vượt qua, cố gắng vượt qua. Một là chúng ta sẽ đến với lại những gọi là thăng hoa nghệ thuật. Hai là chúng ta nghỉ nghề, nghỉ nghề. Sao có chữ nghỉ nghề nữa vậy? Thôi em bắt đầu đi ạ. 1, 2, 3. Trời ơi. Gãy mũi hả? Ê sao cái bà này bà cũng dở như ai mà phải làm cái ghê ha. Nhìn đây. Nhìn đây. Chị, mặc dù em chung đội với chị nhưng mà em thấy chị bị thể hiện. Ê, phải chồng qua đầu em, chồng qua đầu. Đầu qua rồi, giờ tới qua cái chân rồi, thôi. Qua rồi, chồng chồng qua đầu rồi, giờ tới cái chân Ngọc ơi, anh lộn Ngọc ơi. Nè. Sao cái dính tôi, cái dính vô cái áo Ngọc vậy? Chị lấy ra đi, chị lấy ra đi. Cái vòng đầu tiên mà đã vậy thì biết cái vòng thứ hai nó kết quả đi về đâu rồi ha. Em sẽ dùng chiêu nhanh luôn. Trời ơi, bà chơi tét cái vòng luôn mà sao tính. Kệ, tính bong bóng mình tính vòng đâu. Cái này dễ cho chị Ngọc, cái này. Qua luôn, chị lấy đẩy không có ngược rồi. Làm cái động tác cũng như là mình lao qua vậy. Chung qua hả? Đúng rồi, chị đẩy cái vòng ngược lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Sáu bong bóng bị bể, năm bong bóng bị bể, 10 là 21. Ê, 21 bong bóng bị bể. Ê, tiếng lượt hồi nãy là 20. Ê, nếu mà lượt là không có qua cái vòng bên đó. Thôi đi. Cô nhảy tét cái vòng người ta luôn kìa. Bây giờ chúng ta phải chắc chắn ở cái vòng đầu tiên nó dễ, mình phải chắc chắn vòng đó. Bây đúng giờ rồi. Đợi mình like. Tất nhiên là Trương Thế Vinh. Trương Thế Vinh, chàng trai cụ cột. Trương Thế Vinh mặc dù là thân hình rất là lớn nhưng mà hồi xưa đã từng đi siết rồi. Không, em nghĩ là hai anh á, hồi nãy anh Luật đã thử nghiệm rồi thì anh Vinh, anh không có cần làm bể bóng đâu, anh khả chỉ cần là... bảo vệ thân thể anh thôi là Trương được. Trương Thế Vinh là khả năng vòng đầu xong là hết chơi luôn á. Ủa khoan đã, ủa em tự nhiên anh thì em riêng em nhảy, anh nhảy còn Thế Vinh kêu chỉ cần anh giữ người anh là được. Anh sợ gì, em sợ gì vậy? Ghế để coi anh bay qua vòng. Anh ơi anh xem. Thấy chưa? Đó hồi nãy là chị tưởng tượng là như vậy đó. Mình phải để cho tâm lý của đội mình hả? Thoải mái rồi mới làm được, hiểu không? Không sao. Cái bóng này là vẫn còn nha, anh ơi. Không à sao. Vinh, lấy đà đi Vinh, lấy đà đi. Ê, em sợ văng ra ngoài quá. Không sao anh đâu, để cho. Để anh em ruột ơi, trời ơi bây giờ. Đó. Bao nhiêu khó khăn để anh chịu cho em ơi. Wow. Cho em ơi. Wow. Cho em ơi. Wow. Rồi, hay rồi. Đó, tâm lý của thoải mái. Quá khứ. Trời ơi, hay quá anh Vinh ơi. Ủa đâu rồi? Em qua kiểu chúc mừng anh á. Còn 13 bóng, có nghĩa là đã bị bể 7 bóng. Đội mình giỏi quá à. 7 là 3 bóng. 10 bóng thôi. 10 bóng. Còn Nguyên. Ui, này còn Nguyên. Tôi mới có bể 10 bóng. Đây còn Nguyên. Ghê dở. Còn là Nguyên 20. Luôn. Còn Nguyên, 10 bóng. Là đội mình ở lượt này. 10 bóng. Đã chặn rồi. Nhưng mà nên nhớ nha. Không tính bóng bể theo lượt. Mà là tính tổng. Đúng rồi. Cho nên Nguyên okay. Đang làm rất hăng say mà lắc. Thiên Ngân phá hết cũng vậy à. Thiên Ngân phá đầu tiên rồi. Tôi 20. Bên này 21. Bên này cũng có một con báo bên này rồi. Nhưng mà anh nên nhớ là cái vòng cuối của anh là anh đạp xuống, anh không có bay qua. Thôi đi, em làm tét cái vòng người ta. Em chơi hư đầu chương trình. Và bây giờ là Ngọc Phước. Em nghĩ chắc Phước ok. Có khó khăn gì thì ta cũng có bạn bè. Vỗ tay cho em cá được. Được. Phước ơi, vô địch, vô địch.
Vô địch Phương ơi. Phương ơi. Ai vậy? Trời ơi. Người đó. Nè. Nè anh trai ơi. Quê anh trai nhìn tôi nè. Không vẽ một bóng luôn cho mấy anh mình ở lẽ mắt trời Phương. Làm sao? Qua luôn Phương ơi, qua lại. Em chỉ qua thôi, cố lên cố. Từ từ thôi Phương. Từ từ thôi, không có thời gian. Đừng gãy móng tay. Nhẹ nhàng thôi Phương ơi. Quang, quang, quang. Không sao, không sao. Tự lấy, tự lấy cái dòng Phương. Không sao, từ từ, từ từ, đừng làm. Tự lấy em ơi. Đừng làm bể tôi. Yeah, anh trai nhìn tôi nè. Em quê. Không phải vậy nữa. Em không có đau đớn gì nhưng em quê quá. Không phải gì đâu. Đầu Phước. Vậy đó em mà. Vượt qua được rồi Phước ơi, không sao hết. Khi em thăng hoa mọi người sẽ cổ vũ em. Và khi em thất bại em thấy đó. Khi em thất bại phải tự em đẩy ra cái đầu tay được mà. Em thấy đó, khi em thất bại chỉ có một mình em đứng lên thôi. Không ai giúp đỡ em cả. Quay một vòng nào. Thôi vậy là giỏi rồi. Đó. Và sau khi vấp ngã, Ngọc Phước lại đứng lên. Vấp lên một cháu luôn thôi. 12. Còn có 12 trái. Nhưng là 8 trái bị bể. Thôi mà đang thua im đi. Khi nào mình thắng mình gái. Bé này á. Đang thua mà cũng gái nữa. Đúng rồi. Phước ơi, có cần kéo này ra xíu không? Kéo giúp em với chị. Em chuyên nghiệp á. Kéo ra tới ngoài đường luôn đi. Nó nhảy ra tới ngoài đó lận. Ở đây mẫu này đừng có tên hết nè Phước nha. Biết nàng tên gì không? Dạ không. Trời trời. Gì? Trời. Không sao, cứ bình tĩnh thoải mái em à. Lấy trở bay qua đường Phước. Thật sự là cần nó. Ôi tôi thích cái nét này lắm. Nè. Cho tôi nghe tiếng các bạn được không ạ? Không Phước. Anh thấy chưa? Lên, cố lên em ruột. Rồi, đứng dậy. Phước ơi, Phước đang có một trái bóng ở ngoài chưa bể. Không sao, không sao. Rồi, chuẩn bị tự hào về em. Ê, anh ơi. Không, nhưng mà phải chui qua chứ. Rồi, trái bóng vừa rồi tính cho tiếng luật. Đúng. Phải chui qua mà. Hai trái là bằng với Ngọc luôn rồi. Bé từ từ nó qua, bé từ từ. Chui qua. Thì cứ cầm bình thường thôi cơ, có gì đâu ngại. Nhưng mà nó vướng lắm á anh ơi. Vướng cái âm dương á, nó bể. Thì thả sức bình thường thôi, mặn cái gì đâu vậy. Nó bể chân. Không bể đâu. Từ. Em làm vậy mới bể đó. Dứt có gì không, không chị? Em thẳng hai cái chân em ra. Như hồi nãy động tác hồi nãy đâu. Động tác hồi nãy ra lấy chân thôi. Lộn cái coi lấy đẩy coi, Rồi. Đếm giúp em đi ạ. 1 2 3 4 6 trái. À còn có lần trái nãy nữa đâu. 15 thắng. 15. 15 là 5 trái. 15 là 5, với bên kia là 6. 6 trái là 11 trái. Trời ơi, chỉ thua em có 1 trái thôi. Trời đang đồng đều luôn á. Bên này 20. Bên này 10 là 30, này 32 lận. Là cái việc thắng thua là nó rất là mong manh nha. Bởi vì cách nhau quá gần. Lượt cuối cùng 2 trái. Sao bên này sẽ là Thúy Ngân. Và bên đây sẽ là Lâm Vy. Rồi em làm gì vậy? Em làm gì tôi vậy? Đừng để công làm thủ phá kia chưa. Lượt cuối cùng mỗi đội. Bên kia là Thúy Ngân và bên đây là Lâm Vy. Bây giờ Thúy Ngân trước. Chồm qua trước, chồm cái đầu qua trước. Rồi. Hôm qua cũng buồn mà thua đó. Hey. Hey. Qua vòng lên qua vòng yeah. Thôi ạ, được không vậy? Được. Không nổ một trái nào. Ok. Ghê. Được. Quá ghê rồi, cái người dài quá. Đứng sang xa lên. Hãy cháu xa xa tí. Ui.
Hey. 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 Ít nha, ít nha ngon. Từ từ bình tĩnh, từ từ Hey, nhóm chiếc đường phố quay. Yeah. Em với anh Lục phun lửa bên này nè. Gì vậy? Hey, hey. Đấy, ok nha, Bỏ tay ra. Ê, cái trái đó coi chừng là đừng có dậm nha. Ờ, người ta chơi hơi bị lịch sự luôn á anh ơi. 15 5 trái. 10 quả bóng. Bị bẻ. Oh. Yes. Là tính thời điểm này tổng cộng rồi chúng được bẻ tất cả là 40 trái. Biết sao không? 40 Lực 20 em mình nằm Minh 10 và Thúy Ngân 10 là 40. Mình giỡn. Đội của mình, hiện tại là 32. Nếu dạ mà con số 8 là trở xuống là ok. Dạ. Con số 9 trở lên là thua. Không dạ sao. Bên lại bao nhiêu? Bên này 32. Dạ bể 23 đó là đủ. Có nghĩa là dòng này chị không được bể. Dòng này chị bể cái đội luôn rồi đó. 3 trái. Dòng này em cho chị bể 5 trái. Em cho chị bể 5 trái. Trong khi đó em bể mười mấy trái. Từ bao giờ mà có chữ em cho chị bể 5 trái vậy? Nhưng chị, người nào thương mình, người ta nói đó là động lực. Người nào ghét mình, người ta nói là công kích. Lại đạo lý nữa. Đâu là tình thương, đâu là công kích. Nhóm em là nhóm đạo lý hay sao vậy? Chừng nào em mới được chơi vậy anh Giang? Xin mời. Anh chỉ em một mẹo. Khi em nhảy qua cái vòng này, em muốn cái vòng này còn nguyên. Hai tay em mán lên đây nè. Em búng một cái là lộn qua đây nè, còn nguyên. Xa lên, cái này lấy trớn xa lên. Đừng như em. Từ từ thôi chị. Chị, dạ tới Vũng Tàu lấy trớn cho em. Đúng rồi, giống vậy đó, từ từ thôi. Xa luôn nha. Xa. Gần mới được. Không, gần. Cứ để chị dạ. Chị cảm thấy cái nào thoải mái chị đi làm. Kệ sóng gió ngoài kia. Kệ anh Giang. Em nghĩ là vòng mà chị dạ qua không bể luôn nè. Vòng này qua không bể nè. Vòng này qua không bể nè. Dạ ơi. Hey. Bảy luôn. Không có ba trái hả? Quan trọng là chị tôi bình an. Từ từ chị dạ. Bây giờ chị nghe lật em. Lật người qua phải dạ. Chị cứ dở cái này lên thôi. Gặp người đi đi dọc lên thôi. Đi dọc lên. Ủa dạ Ngọc làm gì giúp về Ngọc ơi? Em chỉ bỏ tay ra Ngọc. Chị đúng rồi, dở ra. Đi gặp người theo hướng 35 độ nha. Đúng rồi cứ vậy thôi. Rồi lấy cái chân đẩy cái vòng lên. Đúng. Cái này là đủ. Cái này là nào? Đủ 8 trái rồi đó. Từ từ. Chưa. 1, 2, 3, 4. Chỉ có 5 trái bể thôi. 5 trái bể. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 5 trái bể. Trời ơi, 5 trái nữa thôi. Chạy thấy em tính hay chưa? 0, 5, 3. Cái này. Dạ ơi, em nghĩ là chị không được bể một trái nào hết. Chị không được bể một trái nào hết. Gọn người thôi dạ. Đó là luật. Từ bao giờ mà chị không được bể một trái nào hết? Đó là lấy động lực. Ủa sao tới em chơi áp lực với anh Giang? Chị áp lực tạo nên kim cương. Kim cương? Khi nó tạo ra kim cương nó làm gì không? Nó đem bán em á. Đúng. Chị có giá trị nó mới bán. Không sao đâu vậy, từ từ thôi. Đúng. Em chỉ muốn chị về với em thôi. Bể bóng hay là bể mặt? Như một con mèo phóng qua bờ rào. Ba trái thôi hả? Ba trái thôi chị. Yeah! Yeah! Rồi, bước ra. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15,
15 vẫn 5 trái ạ. 15, 7, 5 trái. Yeah. Các ông trung bình là cứ sẽ bể 5 trái. 15, bể 5 trái. 5 trái là lố hết 2 trái. Yeah. Không sao chị, không sao chị. Nhưng mà chị dễ dàng. Nhưng mà chị ít thôi. Nhưng mà vậy là chị em chị là số 1 luôn. Nói chung, dạ ơi. Dạ. Em giỏi hơn anh. Wow. Nhưng mà anh giỏi hơn Ngọc là anh được rồi. Chạy đó. Tôi có thể thua cả thiên hạ nhưng mà tôi thắng em. Ở lượt này thì đội Nam giành chiến thắng và tỷ số hiện tại là 1-1. Xin chúc mừng. Anh ơi, anh xin lỗi, xin lỗi. À vậy vậy. Đội Nam giành chiến thắng rồi sao? Anh quay về lại ngon luôn hả anh? Ừ. Ủa, tại sao vậy? Hai ảnh Nam thôi chứ. Em nói gì kỳ vậy? Ba đứa mình là ba anh em kết nghĩa thì là ba anh em mà, ba anh em trai mà. Em ok quá. Anh. Ok coi. Có trò chơi liên hoàn, ba người trong một đội sẽ được cột chân và lộn mèo một vòng. Sau đó sẽ dùng bóng bóng này mình thổi lên cho đẩy này, trong cái mình chì qua bên kia. Những người kế bên mình họ cũng sẽ thổi đầy, xong họ lấy xong đặt xuống đây. Sau đó cả ba sẽ cùng chui qua lưới này, thấp người như này vượt qua. Sau đó ba người sẽ cùng nhảy 5 lần là hoàn thành. Ui, ở bên này là sai vừa nhau, còn bên em là kiểu như hơi cái bộ trò chơi càng ngày càng nặng. Em thổi được không? Em thổi bóng được không? Em thổi hơi lâu thôi. Nhưng mà mấy khâu còn lại ok. Chúng ta sẽ chơi lần lượt, đội nào hoàn thành trò chơi này trong thời gian ngắn hơn chiến thắng. Khó nha, không phải dễ đâu. Khó lắm ơi. Mà cái chuyện mà thổi cái bóng bấm thì không là mất biết bao nhiêu thời gian. Nhưng mà ba người là một đội luôn, ba người buộc chân vô luôn. Buộc chân vô luôn. Và lỗ mè một vòng. Đúng vậy. Khó dạ. Gì? Quán tôi xì đội nào chơi trước. Khách. Rồi đi. Vô cơm. Thử anh Lực. Ra cái gì? Đây kéo. Rồi 2, 3. 1, 2, 3. Yeah. Tại sao người ta kéo ra cái búa? Con người mà thay đổi liên tục. Thay đổi liên tục. Rồi thua rồi chơi trước. Thần thái ngày xưa đâu rồi Lực? Không phải, anh không nghĩ là mấy đứa nhỏ bây giờ nó ghê quá. Anh tưởng nó là tụi nó phải... Ok ok, được rồi. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn rồi. Sàng. Mời qua đây. Ai đứng giữa nè? Em. Ok. Lộn là ba đứa lộn về một hướng. Đừng có hướng này là Ngọc tội nghiệp lắm. Ngọc tội nghiệp lắm. Đúng rồi, không, mình đừng về hướng. Hướng này. Là bé Ngọc nó tét làm hai để theo là cái đó mà. Phát rùa chế gãy cổ chị Ngọc bây giờ đỡ. Trời ơi, đỡ với Ngọc. Người nào lộn trước vậy? Chưa bà. Chưa. Chưa. Trời ơi là trời. Gắn hai cái cục đó lên đầu. Tháo hai cái kẹp ra đi. Chương trình chưa bắt đầu mà. Mà chưa gì hết nó rồi. Chương trình chưa bắt đầu mà. Sống vội quá. Sống chậm lại. Tôi bị có lộn tiền đình, hai bạn từ từ để tôi lộn trước. Trò chơi bắt đầu. Đó. Chưa? Rồi. Rồi nè, 1, 2. Ok. Ok. Nè Ngọc lấy bóng cho em. Thôi vậy nè. Thôi kéo ra mới dễ thở. Trời anh Lực, anh thổi mà. Cái trò chơi này là cười là chơi không được. Rồi. Kìa. Trời ơi Ngọc. Trò chơi này là cười là chơi không được. Thôi đừng có chọc cười. Cười trước nè. Ê cười. Cái mặt anh vậy sao không cười được. Thổi trước cho nó giãn ra. Sao lông lông vậy? Thổi lại. Được rồi Lực ơi. Sao lông lông biến vô cái ly hoài vậy Lực? Tự cười. Được rồi, từ đỏ cái trán. Kìa anh Lực. Trời ơi, ổng căng xong luôn rồi Kiều Ngọc ơi. Liễu ơi, chơi liễu. Được rồi, được không? Ngọc ơi, chơi gì cậu? Không được dùng tay. Ông nhìn nó vậy, sao nó không cười được? Thôi Lực ra bà quả cái. Lộn giùm em. Ông sắp chết rồi kìa Ngọc ơi. Ông ơi, anh Lực sắp chết rồi kìa. Ông... Nhanh lên chị Ngọc. Em không biết thổi. Ừ.
dính nước miếng thì mới lên. Đúng rồi Ngọc, vô luôn Ngọc. Mạnh lên Ngọc, mạnh lên. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Anh lực buông. Giờ buông ra, buông ra. Đúng rồi. Đúng rồi. Thầy ơi, chơi ghê. Cắn mồm chảy máu luôn á. Rồi buông ra, buông ra. Rồi Ngọc buông, Ngọc buông. Vinh phải để đứng lên. Hay quá. Mỗi đội hai cái thôi, mỗi đội hai cái thôi là được. Rồi, Ngọc buông, Ngọc buông. Hay quá, đứng nha, đứng nha, đứng nha. Lần đổi, lần khó. Go, go. Từ từ, bình tĩnh. Ủa? Đúng rồi. Dạ. Ba, ba, ba. Cái này khó nè, cái này khó nè. Từ từ nha. Quàng tay đằng sau lưng á. Đỡ. Để em đỡ cho. Ê, em đỡ sao được anh? Phải để. Rồi đi. Từng 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 người qua anh Lực đưa lực giúp. Rồi trời, anh lớn cho anh lớn tuổi cho anh lớn trước đi. Anh Vinh đúng rồi. Từ từ. Rồi ok. Rồi xong. Vô, hai, ba. Mày với chị nước khác chưa? Rồi xong. Rồi xong. Rồi xong. Rồi xong. Rồi không được, làm lại. Không phải bước. cùng nhau okay, okay. Khánh quay kìa Khánh. Không phải quay ngược lại, mình quay ngược lại, mình quay ngược lại. Đúng rồi, đúng rồi, đấy cái gì? Ủa sao vậy? Khánh, 2, 2, 3 1 2 nhẹ thắng. Mấy cái bước lên. Rồi bước ra, bước lên. Ẩm Ngọc lên nhảy. Ồ không nổi, Ẩm lên mới nhảy khó đó. Không, cái này nhảy được. 2, 3. Nhìn nha. Nhẹ thôi Khánh. 1 2 3 1 cái nữa. Ai vậy? Vỗ tay. Tại mình kìa. Mày vô cái thổi thôi. Như vậy là đội tiết luật đã hoàn thành rồi. Thời gian chúng tôi sẽ công bố sau. Xin mời đội của mình. Ừ rồi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi ạ. Bây giờ chúng ta nên nhớ, cái lúc mà thổi bóng bấm là đừng có cười, bởi vì cười là không có hơi để thổi, mà mất nhiều thời gian nhất là ngay chỗ này. Thì anh nói đội đẹp mà đội bạn đừng chọc. Nói đội đẹp mà đội bạn đừng chọc. Đúng rồi. Có kể chuyện vui chuyện buồn gì trước khi đi chưa? Không cần đâu. Xuất phát. 1 Trở lại, trở lại, tự nhiên bắt đầu. Ba đâu? Ngồi xuống thì dạ, ngồi xuống rồi. 1 2 3. Hay quá. Vô đây. Cái bóng cho chị, cái bóng. Đúng rồi. Đây. Tự nhiên, ê. Bỏ tay ra. Có tay chưa, dùng tay chưa? Chưa tới em thổi gì vậy? Buông tay ra. Thổi không dùng tay. Không dùng tay. Cứ giờ để cái tay vô hoài. Cần que cái tay rồi cứ thổi là phải là dùng cái tay chứ vậy? Đâu, đâu rồi? Trời ơi, đó. Trời ơi, nó ra. Khó lắm. Đâu có dễ. Trời ơi, cái miệng phải cứng như anh gì đó mới thổi dễ chứ đâu có giỡn cưng. Trời ơi, thời gian đang trôi đưa. Không có dùng cái tay, cứ que cái tay. Đó. Nè, để vô. Happy New Year. Happy New Year. Ai, rồi sao em làm ngốc lên được? Em làm ngốc lên đi. Làm ngốc lên, đúng rồi. Rồi buông ra cân, xong rồi buông ra. Buông ra tới Khánh ok rồi đó. Rồi buông. Buông. Đúng rồi, rồi. Buông em, ra luôn. Em ngửa ra sau đi, đúng rồi. Tay vậy ta. Rồi, tay thấm, em quên cái tay dạng. Ủa, dạ, tôi hỏi thẳng gì luôn rồi hả? Chưa, bây giờ chưa mà. Mấy con gì tục quá không, đừng hỏi sẵn. Cứ hỏi sẵn kệ chứ đi Khánh. Bắt đầu từ đây nha.
Chị là phụ nữ của gia đình, cái gì cũng chuẩn bị chứ. Bây giờ mới hỏi đúng không? Ủa cho Khánh rớt hoài vậy Khánh? À, mắc cười lắm, mặc gì dạ hài. Chưa gì hết. Hay quá mới thấm. Tất cả đều bị bao vây. Tất cả đều bị bao vây. Hay quá ta. Hay quá. Quang Thanh. Trời, âm thanh nghe sợ quá. Trời, cái gì đâu. Cái gì là một hồi nước miếng không trời. Đó, chơi dùm tay rồi, chơi dùm tay rồi. Đây, không lấy nước. Không có lấy cái gì nó chảy là nó chảy thôi chứ. Làm không nè, làm rồi cũng. Ủa sao thở bỏ mình nước miếng đang làm vậy? Nước miếng ghê quá rồi. Nước miếng giờ mới chảy với bằng Khánh nè. Nước miếng chảy với bằng Khánh nè. Ê, không có dùng cái khăn che cái em cầm nữa mất công. Ờ, nước mũi chảy kìa. Nó nhiễu, nó nhiễu, nó nhiễu kìa. Nó nhiễu nha Khánh ơi. Ôi hay quá, Khánh đưa quá là ngay miệng dạ luôn kìa. Đâu phải muốn da là da đâu em. Nó rồi. Bích rồi. Rồi bút, rồi bút, rồi bút. Đó. Mày vô, mày vô, mày vô. Cảm ơn anh. Buông ra. Mày từ đây lại với ta. Không, từ đây thôi. Anh có gì. Rồi làm sao lên được. Từ nhé, để chừng nào chị nói phải buông ngay nha. Nó ướt có tích đổ rồi. Buông ra. Làm gì vậy dạ? Rồi, dạ quá đi, chị dạ quá đi. Go, go, go. Vậy sao, vậy sao? Rồi, chui xuống, chui xuống. Đâu, leo lên trên. Rồi chui. Leo lên trên Ngân. Chua luôn, chua tí luôn. Đừng tới vậy, đứng vậy. Vô luôn. Ngã, Ngân. Ngã nha. Rồi. 1, 2, 3. Qua trước, chị qua trước, đi. Ê, cùng lúc chứ. Cùng lúc. Sao gãy bên kia đi, không cùng lúc. Cùng lúc mà. Rồi, 2, 3. Cùng lúc chứ. Ủa, cái đó là chui rồi. Cái đó là chui rồi. Cái đó là nghiêng đâu. Khánh kỳ kỳ quá. Từ từ. Ủa, ai biết tự vậy rồi. Ngược lại luôn ơi. Quay. Dành xe giấy. Vậy chưa tới, vậy gì vậy? Chưa tới, chị hết điều kiện. Rồi, ok, cho anh thầy nè. Nhìn cái này là thầy khỏe. Rồi, đâu, đâu, đâu. 2, 3. 3, nhảy thôi. Nhảy một. Đâu có dễ đâu. Chị bán Khánh chữ, Khánh đâu có lên được. Đâu có dễ đâu trời. Đúng rồi. Từ từ nha. Rồi chúng tôi là có một sự nhịp nhàng. Được chưa? Ba đứa phải nhịp cùng một nhịp. Quay. Nhảy lên. Nhảy lên. Thấy chưa? Khó lắm nha. Đau lắm luôn. Thì ra bạn Khánh bị rối. Đau quá rồi. Vì là tôi muốn chương trình nhanh cho nên tôi chỉ cho các bạn. Nhảy một chân thôi khi đợi dây xuống. Nhảy nó dưới cái chân còn lại á. Rồi sao mình nhảy một chân thôi, còn lại mấy người sau nhảy hai chân. 1, 2, 3. Quay chậm. Một chậm nè. Thấy chưa? Trời ơi, Khánh bị vướng, khó lắm. Không, quay nhanh nó mới có lực. Quay nhanh nó mới nhanh chứ. 1, 2, 3. Vô, đi. Quay. Đá đúng. Thôi, chịu thua, em chơi. Không phải. Đau. Ba người nhìn một mình anh Giang thôi thì nhảy được. Rồi, nhìn cái tay anh Giang á. Nè, 1, 2, quay. 1, 2, 3, ráng, 4. Thời gian là 5 phút 1 giây. Trời ơi, 5 phút. Chơi cái gì mà tính 5 phút. Em không là 3 phút rưỡi rồi đó. Em cười không á nội, em cười không đó. Rồi hả dạ, 7 phút 8 giây. Xin chúc mừng. Yeah. Mất thời gian ở chỗ nhảy nè. Yeah. Làm sao lâu bằng phút cười nãy. Không, mất thời gian chỗ nhảy. Ủa, phút cười em cũng bị xì 2 lần đó. Như vậy là ở lượt chơi này, đòi hả hê thắng rồi hả dạ.
Tỷ số hiện tại là 1-1. Giờ đổi thành tên đội đúng không? Đổi tên đội thành Hả Hồng đúng không? Chứ mệt quá rồi. Chơi đồng đội phối hợp mà đồng đội không chịu phối hợp nữa là mệt lắm. Bé Ngân thì đâu có coi nhịp được. Nhưng mà khi mà bé Ngân mà vô nhịp được thì Dạ lại không bắt nhịp được của Ngân. Thôi anh đừng có sỉ vả đội em. Mình chưa tới chót, mình chưa biết đâu.